thương nhớ cánh đồng. Ngày con bé hay thích chơi diều, cánh đồng xanh cỏ non mọc ngút ngàn, với miên giấy mấy chiếc que làng, với cuộn dây thảo con diều bé nhỏ. Thấy sợ át mau Việt Nam. Thấy sợ át nếu mau Việt Nam. Nhưng mà bên nát, bên nát chứ. Mà sợ không ai máu. Sợ không ai máu, che hộp băng dùn đây. Hả? Cái yên vô băng này. Cái yên lại không mà này. Lầm mong. Ngoài cháy xa hiệp chua, hiệp chua, sắp hàng. Khmer dòm băng lơ. Hiếp mà chuông gọi nếu mà hãy triệu chấn người kia trên châu mày ủi. Đứng đây nè. Đi đứng đây nè, đứng đây nè. Đứng đây nè. Nè. Nè chú nâng ơi, nè dồn băng tiên. Chưa play ở kia mà. Anh ấy ba anh nữ. Thấy không hay lấy những cái hộ tại là bỏ từ thiện chim trong ban mới hay không hay. Anh thọt chẳng ăn anh xuống từ sông kia. Ở buồn đi bán hối á. Nghe vô muôi. Nè, vô cửa này nè. Có bữa ăn tức xong rồi, bây giờ chạy qua bên Âu Lâm. Ở Âu Lâm thì cũng cho được có một xóm thôi, là xóm Natrum. Một dòng núi Cô Tô này nó có 4 xã. Xã núi Tô nè, xã An Tức nè, xã Âu Lâm nè, với xã Cô Tô. Một dòng núi vậy là cái
tỷ lệ người người Khmer rất là cao, thường ở trong mấy cái xóm, mấy cái làng ở xa xa vậy á. Cái tỷ lệ dân số có gốc là người Khmer đó là không dưới 90%. Vô mấy cái làng đó là toàn là bà con người Khmer rất là đông, bà con người Khmer là trên 90%. Chỉ riêng cái xã, cái thị trấn Tri Tôn thì cái tỷ lệ người Khmer nó có thể là khoảng 70-80%. Ở Tri Tôn này á, nó có ba cái cộng đồng dân tộc chính, là trước tiên là nhiều nhất là người người Việt gốc Khmer. Thấy số người Việt gốc Khmer khá cao. Kế đó là tới người Việt gốc Kinh. Rồi mới tới người Việt gốc Hoa. Sự phân bổ của những cộng đồng đó là ở theo vùng sóc là người Khmer nhiều ở trong mấy cái làng đó. Cái làng ở dưới chân núi, dọc theo mấy cái vùng cao của vùng núi này á, là người Việt gốc Khmer thì rất là đông. Ở trong làng thì có thể là 90%. Còn người Việt gốc Kinh á, thì ở thường là ở theo kinh rạch. Một số thì ở theo chợ, mà ngay cả ở trong khuôn sóc cũng vậy, nếu mà có người Việt thì người Việt cũng sống ở chợ, ở gần chợ xã. Còn người Hoa thì tập trung ở thị trấn nhiều, mua bán nhiều. Ở thị trấn Tri Tôn là người gốc Hoa nhiều nhất, gần với Châu Đốc. Nhưng mà Tri Tôn hình như không có cộng đồng người Chăm. Ở Châu Đốc thì có cộng đồng người Chăm, nhưng mà ở Tri Tôn hình như là tôi không từng thấy. Thì thỉnh thoảng cũng có gặp một người mặc đồ Chăm, nhưng mà nói về cái cộng đồng thì hình như không có cộng đồng người Chăm. Ở bên Châu Giang thì cộng đồng người Chăm nhiều, ở gần Châu Đốc á, còn trong này thì không có. Lên đi nào, mang cho ta những ước vô.